bạn, hôm nay Nghi xin giới thiệu các bạn về dòng sản phẩm Agoc. Sản phẩm Agoc là một sản phẩm sản xuất tại Đài Loan. Nó là một sản phẩm máy quét mã vạch hiện đang đứng số 1 tại thị trường Đài Loan. Hôm nay Nghi xin giới thiệu về dòng sản phẩm máy quét không dây. Mã sản phẩm là AF8520. Ứng dụng của máy quét này dùng để kho, dùng để nhà kho, khoảng cách từ máy tính cho đến hàng hóa. Sản phẩm này kết nối với máy tính là khoảng cách từ 100m trở lên. Nếu vượt qua tầm kiểm soát 100m thì máy có nhiệm vụ lưu trữ trong máy này. Khi vào khoảng khu vực kết nối là 100m trở lại với máy tính thì tự động database dữ liệu sẽ đổ về máy tính. Đó là dòng sản phẩm Agoc Model 8520.